Chúng ta lại thăm vườn của trường Monosamai. Thì hôm nay là mình gieo cái cách đây khoảng 5 ngày mình gieo cái thùng này, thì hôm nay mở ra thì nó gặp cái hiện tượng là như này. Tức là khi mà mở ra quá muộn ấy thì thân cây nó quá dài bạn ạ, và nó yếu, và có một số thùng thì nó xuất hiện hiện tượng là thối lá đấy. Cho nên là may mà những cái thùng này thì lại không bị đấy, thùng này thì gieo sau cùng cho nên không bị đó. Chúng ta dùng cải mơ hoặc mai hết, đúng không? Các bạn lưu ý là khi mà chú ý là phải mở thùng nhá. Đây là mình có dặn trường nhưng mà trường thì lại quên mất do bận nhỉ. Còn đến cái thùng đây là được 1 tháng rồi, thùng ngô giống ngô lai F1 VN550 được 1 tháng rồi, thì bắt đầu là nó trổ đồng này, các bạn nhìn thấy không, trổ hoa này và nó mọc cao vút lên cái mái này, cái mái ni lông này, và nó chọc vào cái mái ni lông, đúng không? Thì thường ấy thì nó khoai giống một giống, nhưng mà có nhiều loại cây thì nó cao khác nhau, đúng không? Nhiều cây nó cao khác nhau. Ví dụ cái này thì cây này vẫn chưa lên, đúng không? Có cây thì cao chót vót rồi. Nó phụ thuộc vào cái việc là chúng ta khai thác cái giống đó, cái hạt giống nó non hay là già, đúng không? Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng ong đã đến thụ phấn đây. Đây các bạn nhìn thấy không? Ong rất là nhiều. Đấy, cái cảnh như thế này rất là hay. Đấy, rất là thiên nhiên nhá. Đấy. Đấy, chúng ta đã quy tụ được các loài ong bướm đến đây. Đấy. Và đây cũng là một cái môn học cho các cháu, đúng không? Biết thế nào là về loài ong, và biết là ong nó lấy mật như thế nào, nó thụ phấn ra làm sao. Đúng không? Ở đây chúng ta cũng thấy xuất hiện một số bắp này, bắt đầu xuất hiện này. Các bạn lưu ý đây là cây ngô lai được 1 tháng tuổi nhé. 1 tháng tuổi. Và trồng bằng phân trùng quế nguyên chất 100%. Và trồng thêm trùng xốp. Và cái điều kỳ lạ và điều đáng ngạc nhiên là cái sinh khối của nó chỉ dày 10 phân thôi. Đấy, và cái cây này thì một cái thùng này được 40 cây. Và nó không bị cạnh tranh về dinh dưỡng. Bởi vì là phân trùng quế đã cấp đầy đủ dinh dưỡng cho nó rồi. Thế cho nên là nó lớn rất là nhanh, đúng không? Và đồng đều, khá đồng đều. Sở dĩ là những cái lá này nó bị già và chúng tôi không tỉa, bởi vì thực ra thì chúng tôi cứ để cho nó đẹp, cho nó thiên nhiên, để các cháu biết được rằng là có lá già, có lá non, đúng không? Có lá héo. Nó có sự phát triển, sự kế thừa, đúng không nào? Đấy. Còn đây là những thùng mà chúng tôi mở ra này. Đây là những thùng cải mơ hoàng mai này, được khoảng 1 tuần này. Kia là cải ngọt cộng xanh, đúng không? Đấy, còn kia là cũng là cải ngọt cộng xanh nhưng mà nó già rồi, chúng ta để 3 tháng, hơn 1 tháng rồi. Ở cái tuổi này thì đáng nhẽ chúng ta nên khai thác này, vì bắt đầu xuất hiện sâu bệnh rồi. Bạn nhìn này, sâu bệnh này bắt đầu nó ị ra phân này. Ở những cái khu vực này thì chúng tôi không đậy lưới chống côn trùng, bởi vì lưới chống côn trùng thì trông vậy thôi, nó có thể bảo vệ được rau nhưng mà trông thì nó cũng hơi ghê ghê. Đấy, đấy. Đây là cũng cải ngọt cộng xanh thì bắt đầu xuất hiện sâu rồi nhá. Chắc là khoảng 3 hôm nữa chúng tôi sẽ khai thác. Đó. Nguyên tắc của chúng ta khi trồng dày